Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại đến với nhau trong cái phần chữa bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4 ở trang 25. Đây là phần bài tập về dây thế kỷ. Trước khi chúng ta làm bài tập thì các em xem qua lại cái phần lý thuyết người ta cung cấp cho chúng ta ở trong cái phần ghi nhớ ở đây nhé. 1 phút, 1 giờ thì bằng 60 phút. 1 phút thì bằng 60 giây. Thế còn thế kỷ, chúng ta cùng nhau nhìn lại, 1 thế kỷ sẽ bằng 100 năm. Và từ năm thứ nhất đến năm thứ 100, người ta gọi là thế kỷ thứ nhất. Còn từ năm 101 đến năm 200, người ta gọi là thế kỷ thứ hai. Tương tự như vậy, từ 201 đến 300, người ta gọi là thế kỷ thứ ba. Vậy 1901 cho đến năm 2000 được gọi là thế kỷ thứ 20. Còn từ năm 2001 đến năm 2100 gọi là thế kỷ thứ 21. Và đây chính là cái ký hiệu. Vậy thì trên cái cơ sở lý thuyết đó thì chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái bài tập có liên quan. Bài tập số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 1 phút thì bằng bao nhiêu giây? Phần đó chính là phần lý thuyết cơ bản ở bên trên. 1 phút sẽ bằng 60 giây. Vậy khi các em viết ra vở, các em sẽ ghi vào đó là 1 phút sẽ bằng 60 giây. 1 phút bằng 60 giây thì đương nhiên là 60 giây chính là 1 phút. 2 phút sẽ là bao nhiêu giây? 1 phút thì là 60 giây. 2 phút thì các em lấy 2 nhân với 60 thì nó sẽ ra là 120 giây. 7 phút bằng bao nhiêu giây thì các em lại lấy 7 nhân với 60, bởi vì 1 phút thì bằng 60 giây. Thế thì 7 phút mình sẽ gấp 7 lần lên, 7 nhân với 60, 66 36 67 42, vậy sẽ là bằng 420 giây. 1/3 phút thì bằng bao nhiêu giây? 1 giây là 60 phút, vậy 1/3 phút thì chúng ta có hai cách để tư duy. Cách thứ nhất là chúng ta lấy 60 mà chúng ta chia cho 3 thì có phải là 1/3 không? 60 chia cho 3 thì nó sẽ là bằng 20 giây. Hoặc cách thứ hai, các em chỉ cần lấy là đổi từ phút sang giây thì các em sẽ lấy luôn cái đại lượng phút đấy, sau đó các em nhân với 60. Vậy các em lấy 1/3 mà nhân với 60. 1/3 nhân với 60 thì chính là bằng 1 nhân với 60 và chia cho 3, và kết quả chúng ta cũng sẽ được là 20 giây. Vậy 1/3 phút sẽ bằng 20 giây. Các em viết vào trong vở của mình như vậy. 1 phút 8 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút thì bằng 60 giây. 60 giây cộng thêm 8 giây nữa, vậy đây sẽ là 68 giây. Đến phần B, 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Đây, bên trên lý thuyết của chúng ta có 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy chỗ này chúng ta sẽ thay vào 1 thế kỷ sẽ bằng 100 năm. Thế thì đổi ngược lại, 100 năm đương nhiên sẽ bằng là 1 thế kỷ. 1 thế kỷ bằng 100 năm, thế thì 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Thì chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 100 thì nó sẽ ra là 500 năm. 9 thế kỷ, 1 thế kỷ bằng 100 năm, thế thì 9 thế kỷ chúng ta sẽ gấp 9 lần lên, nó sẽ là 9 thế kỷ thì chúng ta sẽ lấy 9 nhân với 100 thì sẽ ra là 900 năm. Thế còn 1/2 thế kỷ, 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy 1/2 thế kỷ thì các em sẽ lấy là 1/2 mà nhân với 100. 1/2 nhân với 100 thì sẽ ra là 50 năm. 1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Thì các em cũng sẽ lấy là 1/5 mà nhân với 100. 1/5 nhân với 100 sẽ ra là 20 năm. Vậy chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 1 một cách nhanh chóng rồi. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2. Bác Hồ sinh năm 1890. Vậy Bác Hồ sinh vào thế kỷ nào? Rồi, vậy ở đây nó có nhiều ý nhưng chúng ta sẽ làm từng hạng mục một, và đây là toán có lời văn nên chúng ta sẽ phải trả lời ra vở là có lời văn nhá. Năm 1800, đây là thế kỷ thứ 18. Năm 1801 cho đến năm 1900, đây là thế kỷ thứ 18 này. Còn đây sẽ là thế kỷ thứ 19. Vậy thì 1801 cho đến 1900 là thế kỷ thứ 19. Vậy ở đây là Bác Hồ sinh năm 1890 nên Bác Hồ sẽ sinh vào thế kỷ thứ 19. Và chúng ta phải ký hiệu nó dưới số La Mã nên nó sẽ giống như ở đây. Tương tự như vậy, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm
1911, năm đó thuộc thế kỷ nào? À, năm 1911, à, 1900 thì thuộc thế kỷ thứ 19, nhưng 1901, 1901 cho đến 2000 thì sẽ thuộc thế kỷ thứ 20. 20. Vậy thì Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 nên nó sẽ thuộc vào thế kỷ thứ 20. Tương tự như vậy, Cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945, năm đó thuộc thế kỷ nào? 1945 này, như cô vừa nói, đó là 1901 cho đến 2000 là thuộc thế kỷ thứ 20. Vậy thì đương nhiên 1945 là nó sẽ nằm trong khoảng này nên nó sẽ thuộc thế kỷ thứ 20. Đây cũng sẽ thuộc thế kỷ thứ 20. Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô vào năm 248. Vậy năm đó sẽ thuộc thế kỷ nào? À, từ năm 201 cho đến năm 300. À, năm 201 cho đến năm thứ 300 là thuộc thế kỷ thứ 3. Vậy thì ở đây 248 là nó nằm trong cái khoảng thời gian này nên nó sẽ thuộc thế kỷ thứ 3 các em nhá. 1 2 3, ký hiệu La Mã thì ta sẽ viết giống như ở đây. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập cuối cùng ở phần này, bài tập số 3. Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỷ nào? À, chúng ta lại cùng nhau nhắc lại. Đó là từ năm 1000, cô viết ra nháp cho các em tiện theo dõi này. Năm 1000 của chúng ta là thế kỷ thứ 10, nhưng năm 1001 cho đến năm 1100 thì lại thuộc thế kỷ thứ 11. Vậy thì chúng ta xem ở đây 1010, vậy rõ ràng là nằm trong khoảng này nên ở đây sẽ thuộc thế kỷ thứ 11. Thế kỷ thứ 11 thì 10 là x 1 đằng sau đây thì đây sẽ là thế kỷ thứ 11. Thuộc thế kỷ nào và tính đến nay đã được bao nhiêu năm? Vậy tính đến nay thì chúng ta sẽ lấy cái gì ạ? Đến nay là năm 2020. 2020 các em trừ đi 1010. 2020 trừ đi 1010 và chúng ta sẽ được là 0 này, 1 này, 0 này, 1 này, 1010 năm. Vậy chỗ này là tính đến nay sẽ được là 1010 năm. Đây là toán có lời văn, các em nhớ phải viết vào vở lời văn luôn. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938. Vậy năm đó thuộc thế kỷ nào? À, chúng ta sẽ nhẩm lại như sau. Năm 900 là thuộc thế kỷ thứ 9, nhưng 901 cho đến 1000 thì sẽ thuộc thế kỷ thứ 10. Vậy thì ở đây là năm 938, do đó nó sẽ thuộc vào thế kỷ thứ 10. Đây sẽ là thế kỷ thứ 10, chúng ta sẽ viết nó bằng ký hiệu La Mã, đó là chữ X. Tính đến nay đã được bao nhiêu năm? Vậy thì tính đến nay thì các em sẽ lấy là 2020 trừ đi 938. 938. 2020 trừ 938, chúng ta đặt phép tính xuống, chỗ này sẽ là 2 này, nhớ 1 đây là 4 này, 12 trừ đi 4 bằng 8 này, nhớ 1 đây là 10 này, 10 này. Vậy 1082 năm và tính đến nay sẽ được 1082 năm. Vậy cô đã hoàn thành xong 3 cái bài tập về dây thế kỷ. Cảm ơn các em đã theo dõi clip của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.